Mời quý vị cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm 19 ngày 20 tháng 11 của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Như thường lệ, mở đầu bản tin sẽ là những thông tin thời tiết các vùng miền trong tỉnh. Thời tiết tại khu vực miền đông của tỉnh, nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Đêm gió đông bắc, ngày gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ giao động trong khoảng từ 22 cho đến 29 độ. Các thị xã, thành phố thuộc khu vực miền tây của tỉnh, thời tiết thuận lợi cho bà con lao động sản xuất trời không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, đêm gió đông bắc, ngày gió đông nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 23 cho đến 29 độ. Và đây cũng là hình thái thời tiết tại khu vực thành phố Hạ Long, một trong những trung tâm du lịch thương mại lớn của tỉnh. Trời không mưa, có nắng, đêm gió bắc, ngày gió nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 23 cho đến 29 độ. Còn tại vùng biển ngoài khơi, bao gồm cả huyện đảo Cô Tô. Trời nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, đêm gió đông bắc, ngày gió đông nam cấp 3 cấp 4, sóng cấp 2 cấp 3, tầm nhìn xa 10 km, nhiệt độ cao nhất là 29 độ và thấp nhất cũng chỉ ở mức 22 độ. Như vậy, thời tiết các khu vực trong tỉnh đêm nay và ngày mai phổ biến là nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng. Còn bây giờ, chuyển sang những thông tin thời tiết các vùng miền trên cả nước. Thưa quý vị, trong đêm nay và sáng ngày mai, khu vực Bắc Bộ trời khá nhiều mây, có sương mù nhẹ và có mưa nhỏ một vài nơi. Nhiệt độ giảm xuống thấp, chỉ dao động trong khoảng từ 21 cho đến 23 độ ở vùng trung du, đồng bằng và ven biển. Riêng khu vực vùng núi, nhiệt độ sẽ dao động trong khoảng là từ 18 cho đến 21 độ. Những nơi có địa hình núi cao như là Sapa của Lào Cai, Mẫu Sơn Lạng Sơn, Đồng Văn Hà Giang, Sinh Hồ Lai Châu, vào nửa đêm về sáng thì nhiệt độ sẽ giảm xuống dưới 15 độ trời khá rét. Đến trưa và chiều mai thì lượng mây bao phủ sẽ giảm dần, trời có những khoảng nắng và nhiệt độ sẽ tăng nhanh. Mức nhiệt cao nhất trong ngày sẽ dao động trong khoảng là từ 26 cho đến 29 độ. Riêng một số nơi thuộc khu vực Tây Bắc, nhiệt độ vẫn vượt ngưỡng 30 độ. Còn tại khu vực ven biển miền Trung, trong đêm nay và ngày mai, thời tiết vẫn ổn định với trạng thái phổ biến là ít mưa, có trang cũng chỉ là những cơn mưa trong thời đoạn ngắn với lượng không đáng kể vào chiều tối và đêm ở một vài nơi. Còn ở khu vực Bắc Trung Bộ, Trời khá nhiều mây, có sương mù nhẹ vào nửa đêm về sáng, nhiệt độ thấp dao động trong khoảng từ 21 cho đến 23 độ. Còn tại khu vực Trung và Nam Trung Bộ, nhiệt độ sẽ cao hơn, phổ biến dao động trong khoảng là từ 23 cho đến 25 độ. Ngày mai thì do các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An trở vào cho đến Ninh Thuận và Bình Thuận trời đều có nắng với nhiệt độ cao nhất ngày sẽ dao động trong khoảng là từ 27 cho đến 30 độ riêng phía nam của Khánh Hòa và hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận, nhiệt độ sẽ ở mức là từ 31 cho đến 32 độ. Thời tiết nhìn chung thuận lợi cho sinh hoạt thường nhật của người dân cũng như là công tác khắc phục hậu quả sau mưa lũ kéo dài. Còn tại khu vực Tây Nguyên, trong đêm nay và ngày mai, mưa chỉ xuất hiện ở một vài nơi. Trong ngày thì trời vẫn có nắng với nhiệt độ cao nhất giao động trong khoảng từ 28 cho đến 31 độ. Riêng tại Ajumba của Gia Lai, hay là Cát Tiên Lâm Đồng, nhiệt độ sẽ dao động trong khoảng là từ 32 cho đến 33 độ. Còn tại các tỉnh Nam Bộ, do chịu ảnh hưởng của rãnh thấp từ phía xích đảo di chuyển lên, vì vậy trời sẽ nhiều mây hơn, chiều tối có mưa rào rải rác, có nơi có rông. Mưa sẽ tập trung nhiều hơn ở khu vực ven biển miền Tây. Trong cơn rông thì bà con cần đề phòng khả năng có gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất trong ngày mai tại khu vực này sẽ dao động trong khoảng là từ 29 cho đến 32 độ. Chuyển sang thời tiết trên biển. Không khí lạnh vẫn hoạt động yếu nên trong đêm nay và ngày mai, gió trên các vùng biển đều ở mức từ yếu đến trung bình, nên sóng phổ biến là dưới 2 mét, không gây ra tình trạng biển động. Đáng chú ý là với khu vực vịnh Bắc Bộ, vào đêm và sáng thì có sương mù khiến cho tầm nhìn giảm xuống dưới 1 km. Ngoài ra ở vùng biển phía Nam thì bao gồm xung quanh khu vực huyện đảo trường sa trời có mưa rông khiến tầm nhìn xa hạn chế bà con cần đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong mưa rông